Cho nên Pháp bảo với nhau là vì là phát tài hiện Phật tổ quân rõ ràng chúng đang cúng dường sân khu số thô số sao quốc cô sức ba chục quá rù quanh đàm mất hình chân giác cần tăng bảo sinh quan vật không rõ để mà thoát thân tỉnh đi trần xa lìa tử pháp phàm nhân ai bì con xin lệnh đại tăng hy đáng cho công chúng nhớ cúng dường ra tận lát tế giới tế chế sa bi a pha quê nát dê cầu xin tam bảo linh một uy dân hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Gia phần tán dương con đức tam bảo đã xong. Mình chào Quân về nguồn cội Sika Kuchina vừa đến với Pháp hội. Bây giờ chúng ta đi vào câu Phật ngôn 243 ha. Tato Mala Mala Tha Rằng Tato Mala Mala Tha Rằng Tato Mala Mala Tha Rằng câu đầu tiên chúng ta có được ba từ Sức Như Quang, sức khỏe yếu ha, thì sức có thể chỉnh sửa nếu mà chúng tôi có những cái gì mà sơ sót. Còn nếu mà sức khỏe yếu thì có thể là chị cũng ngồi tham quan thôi ha, chứ nhiều khi làm việc rồi cái ảnh hưởng tới sức khỏe của mình. Còn nếu chúng tôi có những cái gì sơ sót thì chị có thể cho biết tín hiệu ha. Cũng cầu mong cho sức sớm được bình phục. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Tato ma la ma la tha rằng Tato ma la ma la tha rằng chữ Tato, chữ Tato đây cũng là một cái từ mà chúng ta hay gặp ha, có nghĩa là do vậy bởi vậy, do vậy bởi vậy. Rồi chữ ma la do từ ma la là cấu uế hay là bận nhơ ha, cấu uế hay là bận nhơ hay là uế nhiễm, nhưng mà ở đây nó là chủ từ số nhiều, từ chữ ma la nó biến thành ma la bà tha ma bà hú qua cha na vị phát tí, ma la biến thành ma la tức là nhiều bận nhơ, nhiều bết nhơ. Rồi chữ Malata rằng Malata rằng chữ Malata rằng chữ Tara có nghĩa là tối thượng vượt lên trên, tối thượng vượt lên trên tức là coi như ví dụ mình đứng hạng nhì. Có người vượt qua hạng nhì đó đứng hạng nhất, thì hạng nhất là coi như là xếp sòng Rồi thứ hai nữa là một cái người mà lên hoàng hoa khôi hoặc là làm vua rồi gì á, thì gọi là phó vương, thì mình vượt qua khỏi khỏi phó vương, vượt qua khỏi á hầu đó để là mình đứng nhất trong nam hoặc là nữ trên thế gian này. Thì chữ chữ ta ra trong đây là một cái sự so sánh ha, nhưng mà ở đây so sánh cái gì mà là ta rằng vượt lên trên cõi cứ biết nhớ đó nữa vượt lên trên cõi câu ấy đó nữa thì cái câu đầu tiên này á
Câu đầu tiên này chỉ là một cái khởi đầu, chỉ là một khởi đầu cho cái câu số 2 á, là cái câu nó quyết định cái câu này, nó bổ sung cho cái câu số 1 ha. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc câu số 1 tìm ra ý nghĩa nhưng mà thấy nó cũng hơi khó hiểu. Bây giờ chúng ta qua câu số 2 nè để thấy rõ ý nghĩa của câu số 1 ha. Câu số 2: Awiccha Palamang Malang, Awiccha Palamang Malang, Awiccha Palamang Malang. Cái chữ Awiccha đây là một danh từ nữ tính ha. Akaranta ít thì linh ga, nhưng mà chữ Awiccha này nó đứng làm chủ từ, chủ từ cho cái câu này. Tức là Bathama Ekavachana Vipatti. Chữ Vichcha là minh nhưng mà có chữ A phía trước, chữ A phía trước đó là một tiết đồ ngữ mà A có nghĩa là không. Vichcha là sáng suốt, là minh, đó là một danh từ nữ tính ha. Akaranta Ithilinga. Như vậy thì Awiccha là không sáng suốt, vô minh. Mà vô minh này ám chỉ cái gì? Câu số 2: Paramang. Chữ Paramang, chữ Paramang này có nghĩa là tối thượng. Ví dụ như cái câu Niết bàn năng là Niết bàn ha, Paramang là tối thượng ha, Sukhang là an lạc. Niết bàn năng Paramang Sukhang, thì chữ Paramang này có nghĩa là tối thượng trên hết. Nó có ý nghĩa còn cao hơn chữ ta ra nữa, cao hơn chữ ta ra nữa. Và cái gì tối thượng, mà tối thượng ở sau thêm cái chữ ma lăng nữa. Ma la là vết nhơ, nhưng mà ma lăng cái chia của đối cách đối tiết giao của pháp tỷ câu quá trình ha. Ma la biến thành ma lăng cũng là vết nhơ ha, vết nhơ. Chữ ma la là một danh từ trung tính ha. Akaranta nó cùng sắc cả linh ga, bởi vì cái vết nhơ này không phân biệt nữ ha, người nam cũng ác pháp, người nữ cũng bất thiện. Thì như vậy thì chữ ma la vết nhơ này không phân biệt nam nữ, già trẻ bé lớn gì cũng có vết nhơ, cũng có cấu uế. Vậy thì hai câu này nó bổ sung ý nghĩa cho với nhau ha. Tato ma la ma la ta rằng ở quý cha phá là măng ma lăng vô minh là vết nhơ tối thượng, là nhấn mạnh cái chữ vô minh ở đây ha. Vô minh là vết nhơ tối thượng, nhơ nhuốc hơn cái vết nhơ ở trên. Do vậy vô minh là vết nhơ tối thượng, nhơ nhuốc hơn vết nhơ ở trên. Những cái vết nhơ thế này thế kia, nhưng mà không quan trọng. Cái đầu nậu, cái chủ chốt, cái vết nhơ đó chính là vô minh. Không biết, không biết, không thấy, không nghe, không học hỏi. Cho nên cái gì cũng trong cái tinh thần cầu an biến nhát, coi như là bất bạo động, ầu ơ ai sao tôi dậy. Chính chính cái anh chàng đó là vô minh. Mà vô minh á là khởi đầu để chúng ta tạo nên những ác bất thiện pháp, tạo nên những vết nhơ.
Như vậy câu 1, câu 2, Tam Tô Ma La Ma La Tất Răng Là Quý Cha Ta Là Măng Ma Lăng. Hai câu này, do vậy vô minh là cái nhơ tối thượng, đứng hàng đầu đó. Rồi nhơ nhút hơn nhưng có biết nhơ khác, nhưng có biết nhơ mà chúng ta đã học trong cái bài 242. Bây giờ cái câu Phật ngôn này là bổ sung và kết thúc. Một lần chúng ta học hai câu ha. Chúng ta học câu số 1 thì nói lên từng thành phần của biết nhơ, nhưng mà 243 thì nó tổng kết trong các cái biết nhơ đó thì vô minh là xếp sọt ha. Rồi bây giờ chúng ta qua câu số 3. Ê tăng ma lăng ba hành tòa na, ê tăng ma lăng ba hành tòa na. Của mình là ngu vô địch luôn hả? Ngu vĩ đại vậy, chữ 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 ngu vĩ đại, chữ chữ đại, chữ vĩ này có nghĩa là cái đuôi dài, cái đuôi dài. Thôi lấy từ từ đi xíu rồi cái thảo luận, muốn nói cái đuôi dài tới đâu cũng có giới hạn, còn cái vô minh thì không có giới hạn. Rồi câu số 3, ê tăng ma lăng ba hành tòa nã, ê tăng ma lăng ba hành tòa nã, ê tăng ma lăng ba hành tòa nã. Câu số 3, chỉ ê tăng cái điều này, cái điều này ê tăng là cái điều này, cái vấn đề này. Ma lăng là vết nhơ ha, vết nhơ, vết nhiễm. Rồi cái động từ ba hành tòa na, ba hành tòa na đây là một cái động từ bất biến ha. Chúng ta thấy tiếp đầu ngữ ba ở phía trước, ngữ này nó nhấn mạnh cho cái căn ngữ, căn ngữ hà, căn ngữ hà có nghĩa là từ bỏ, từ bỏ. Vậy thì bát hành tòa na, động từ này là một cái động từ quá khứ ha. Sau khi dứt bỏ, sau khi từ bỏ, bát hành tòa na, sau khi dứt bỏ, sau khi từ bỏ, từ bỏ, dứt bỏ cái gì? Dứt bỏ, từ bỏ những cái vết nhơ này, từ bỏ, dứt bỏ những cái vết nhơ này, đó là cái ý nghĩa câu số 3. Ma hành tòa na, sau khi dứt bỏ, sau khi từ bỏ. Rồi chúng ta sẽ đến câu số 4. Chữ 3 là nhấn mạnh cho căn ngữ ha nha. Sao tôi chú ăn dài dòng như vậy thì hơi 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 tổn hao sức khỏe nha, ngắn gọn. Rồi bây giờ câu số 4 ha. Niềm ma là hồ tha phi kha vô, niềm ma là hồ tha phi kha vô, niềm ma là hồ tha phi kha vô. Chữ niềm ma là, niềm ma là thế là lạ ha, không có lạ gì hết, do tiếp đầu ngữ ní. Nó loco và sanh thí, xóa và ráp chữ với chữ ma là thì phải thêm chữ m nữa. Đọc thành niềm ma là ha. Thì chữ ní này có nghĩa là không. Ma la, ma la là vết nhơ, nó là một danh từ trung tính, nhưng mà đây nó đứng làm chủ từ ha, đứng làm chủ từ nhiều, tức là bà tham ma bà hu quá cha na vi pháp ti,
cho nên chữ mala biến thành mala mala. Nhưng mà ở đây có chữ niêm ở phía trước, có nghĩa là không có vết nhơ. Niêm mala không có vết nhơ. Rồi, động từ hô tha. Động từ hô tha, đây là một cái động từ sai khiến. Hô tha do căn ngữ phu, số nhiều. Ở đây hô tha có nghĩa là hãy trở thành, hãy trở nên, hãy trở thành, hãy trở nên. Hãy do căn ngữ phu ha, chữ hồ tha. Rồi cái từ cuối cùng chắc quý vị biết quá rồi ha, thích khẩu vô. Tại sao đây gọi là thích khẩu vô? Tức là do cái từ thích khu. Thích khu là một danh từ nam tính, út rành tóc cung rình gà. Nhưng mà chữ thích khu này khi mà chia theo cách chia thứ tám hồ 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 cách alapana này, thì cách chia số số tám này là một trường hợp ít có gặp. Nhưng mà ở đây lại gặp, cho nên quý vị thấy nó hơi là lạ ha. Alapana cách chia thứ tám, mà ở đây alap bahu vachana, tức là cách chia số nhiều. Từ chữ phích khu nó biến thành phích khảo vô. Chữ phích khu nó biến thành phích khảo vô, số nhiều ha. Còn thường thường anh thì chúng ta thấy cái từ phích khu này. Và hôm nay thì số nhiều của phích khu có nghĩa là phích khảo vô hoặc là thích khẩu quê. Nhưng mà đây là một cái vấn đề kêu gọi hỡi chư tỳ khưu, hỡi chư tỳ khưu, thích khẩu vô. Ví dụ như ê ê tha thích khẩu vô, hay là đây thực hành tâm hạnh để chấm dứt khổ đau. Thì những cái người thiền nam tử kia râu tóc biến mất và trở thành những vị tỳ khưu. Đây là một cách Đức Phật cho tu theo cái kiểu mà thiền lai tỳ kheo á, ê hí bhikkhu. Nhưng mà số nhiều không phải là ê hí bhikkhu mà ê tha bhikkhavo. Rồi như vậy thì ý nghĩa từ vựng chúng ta cũng đã thông qua câu số 3, câu số 4 ha. Ê tăng ma lăng ba hành tòa nát niệm ma la hồ tha phích khảo vô. Ê tăng ma lăng ba hành tòa nát niệm ma la hồ tha phích khảo vô. Hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ vết nhơ này, hãy trở thành người không có vết nhơ. Xin lặp lại ha, câu 3, câu 4 ha. Hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ vết nhơ này, hãy trở thành người không có vết nhơ. Rồi như vậy ý nghĩa từ vựng chúng ta cũng đã thông qua, và từ từ câu số 1 đến câu số 4 cho chúng ta ý nghĩa vô minh là vết nhơ tối thượng, nhơ nhút hơn vết nhơ ở trên. Hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ vết nhơ này, hãy trở thành người không có vết nhơ. Vô minh là vết nhơ tối thượng, nhơ nhút hơn vết nhơ ở trên. Hỡi chư tỳ khưu, các ngươi hãy dứt bỏ vết nhơ này, hãy trở thành người không có vết nhơ. Ngài Hòa Thượng
giới đức độ bộ thơ lục bát thế này: trong hàng cấu quế dẫn đầu là vô minh bổn bận sâu dính dày, sa môn khởi tuệ lìa ngay, thành bậc vô nhiễm trắng tay sạch lầu. Trong hàng cấu quế dẫn đầu là vô minh bổn bận sâu dính dày, sa môn khởi tuệ liền ngay, thành bậc vô nhiễm trắng tay sạch lậu. Và ngài hòa thượng Minh Châu: trong hàng cấu quế ấy vô minh nhơ tối thượng, đoạn nhớ ấy tỳ kheo thành bậc không quế nhiễm. Trong hàng cấu quế ấy vô minh nhơ tối thượng, đoạn nhơ ấy tỳ kheo thành bậc không uế nhiễm. Rồi, alo, bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Trong cái vấn đề tự vấn, quý vị có thấy chỗ nào rắc rối không? Alo, im ru. Alo là im ru hả? Không có ý kiến gì hết hả? Rồi, thì bây giờ chúng ta đi vào bài học ha. Câu Phật ngôn 243. Cái câu đầu tiên ha: Tát tô ma la ma la tát rằng, Tát tô ma la tát rằng, Tát tô ma la tát rằng. Hầu mày học đi, trời ơi, Giáng sinh là ai lắm. Giáng sinh là cái chuyện chuyện chung ha, còn này chuyện riêng này ha. Chuyện riêng là cái câu đầu tiên này. Bây giờ hỏi Sít Mít Ta ha, trước khi mà chúc đạo tràng được cầm micro lên chúc Giáng sinh vui vẻ chứ. Chắc nên vậy, có người họ họ nhìn vô trong đạo tràng thấy, còn có nhiều người họ mất công việc này kia họ đâu thấy. Thôi bây giờ mời Sít Mít Ta ha, câu đầu tiên phân tích thế nào nè. Alo, phân tích xong cái là kính chúc, kính chúc bà con Giáng sinh vui vẻ ha. Rồi, xin mời Sư Mê Tà. Dạ, trước hết con kính lễ Ngài Tỷ Đức cùng Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ, và con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Ngài kêu con phân tích câu thứ nhất. Dạ, con tìm nó nằm ở đâu. Câu thứ nhất: Tát tô má là má lát tá rằng, Tát tô má lát tá rằng. Tá là đoạn âm, tô là trường âm thông thường, má là đoạn âm, la là trường âm thông thường, má lá tá là ba đoạn âm nữa, rồi răng là trường âm đọc theo dấu nguyên âm. Và câu này chỉ có hai loại trường âm thôi, đó là trường âm thông thường có chữ tô, chữ là hai, và trường âm đọc theo dấu nguyên âm thì có một là răng, và còn lại là đoạn âm, đó là tá, má, rồi má, lá, tá, và không có trường âm nhấn. Và con xin hết. Và hiện tại thì bên Mỹ đang là ngày 25, tức là Giáng sinh. Và con thì qua rồi, con bữa nay thì Úc Châu là 26 rồi. Và Úc Châu thì cái ngày nay á, nó bán hàng sale cuối năm, thành ra người ta đi sắp hàng 4 5 giờ sáng là để chờ nó mở cửa rồi cái chạy ùa vô mua. Và bữa nay á, rồi thôi thì con trước hết con kính chúc ngài và luôn được mạnh khỏe và thân tâm an lạc.
để tiếp tục dẫn dắt đạo tràng chúng con học tập. Và sau hết là chúng con xin kính chúc tất cả quý vị trong đạo tràng luôn luôn được mạnh khỏe, an vui và thành tựu được mọi ý nguyện. Cô Như Quân thì nghe nói không được khỏe thì cũng xin chúc cô là dồi dào sức khỏe và cũng được thành tựu mọi ý nguyện. Và con xin hết ạ. Sa tu thích mê ta, quý vị vui vẻ với Noel chứ đối với chúng tôi phải canh mấy con cẩu sẵn đi nhà thờ cũng đi dự lễ rồi đi không về, vui quá không biết chọn nhà thờ nào đi, rồi cái đi luôn bỏ chùa theo đạo khác. Nên Noel đối với chúng tôi là rầu lắm. Nghe là canh canh mấy anh chàng này không dám đi đâu hết á. Buổi tối nghe anh quâu quâu là coi nhà bà tài đi đâu đó làm cái gì đó tới thăm hay sao hay rủ đi đâu đó, cho nên mới mới chào mừng quan khách ha, mà nguy hiểm lắm. Rồi trở lại vấn đề, cái câu này xích mấy ta sợ là phải ha. Câu đầu tiên này khó nhưng không phải dễ đâu, bởi vì có hai từ mà quý vị thấy đọc thấy rõ ràng lắm: má la, má la, rồi còn nói thông thường nữa chứ, bình thường nữa chứ, chữ la là bình thường là thông thường. Cái chuyện mà có những con cái mà hư hỏng là má la là chuyện đó chính xác rồi. Cho nên cái câu đầu tiên Siết Meta cũng ngại ngại. Câu này có tám âm từ ha, có hai loại trường âm ha, trường âm thông thường là chữ tô và chữ la ha, trường âm đọc theo dòng nguyên âm là chữ răng ha, còn lại một câu mà có tám âm từ mà hết ba trường âm rồi thì còn lại là năm đoạn âm chính xác. Đây sa thủ xin mít tà tưởng vui với Noel là quên hết cha, hay là bị má la riết rồi cái bây giờ coi như sửa sai và coi như là chính xác. Rồi câu đầu tiên quý vị thấy Siết Mê Ta phân tích hay như vậy mà chẳng có ai coi như tặng bông tặng hoa hết trơn buồn 5 phút vậy rồi lần sau mời khác lên người ta cũng không thèm lên nữa, phải có cái gì chứ, thế nhan chuộng của chuộng con, nào ai có chuộng người không bao giờ, người ta giỏi mà cũng chẳng chẳng có tán thán gì hết. Thôi bây giờ câu số 2 ha. Chị Tờ Men tặng ba cành hoa muộn màng ha, mặc dù bông hồng cũng đẹp, tặng nhóc nghe nữa. Giỏi nhóc nghe là cái gì trên tặng tặng gì ở trên rồi. Quá xin lỗi, mình tại cái giòm ở dưới tại xe kem nó trời nóng muốn khùng, thấy thấy chữ khùng này là chắc cũng bị lây rồi. Xin lỗi nha bà con. Bây giờ câu số 2 nè: Avicca Paramang Malang, Avicca Paramang Malang, Avicca Paramang Malang, Avicca Paramang. Câu số 2 này xin mời Sister Man. Alo Sister Man, hôm nay coi như sinh nhật rồi đi chơi rồi vui vẻ về không biết còn nhớ tới cái áo cha có là măng má lăng hay không, rồi phân tích làm sao đây. Xin mời. Alo. Câu số thưa sư, câu số 2 là
Avijja Paramang Ma Lăng. Cái chữ á là đoạn âm, chữ vít là trường âm nhấn, chữ gia là trường âm thường, chữ ba là đoạn âm, chữ ra là đoạn âm, chữ măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ má là đoạn âm, chữ răng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ con không biết đúng không, xin sư sửa. Alo, 123, 123, Sister Man, miệng liền ha, giống như rừng Trường Sơn, ào ào lá đổ, làm một hơi luôn, trong khi Sister Dung Nguyễn, Sister Christina này, ai cũng nói đúng hết á, nhưng mà tại sao mà Sister Kim mà này cứ cứ hay thuộc cái bến xe hả? Người ta họ phân tích như vậy đó, miệng liền mà dứt khoát một lần thôi, một lần là sai hả? Chắc là hai lần là coi như đúng phải không? Thôi bây giờ Sĩ Kim nói sai sai chỗ nào, tại sao Sĩ Dung Nguyễn tặng hoa mà rồi Sĩ Quyết cũng tặng hoa mà Sĩ Kim nó sai? Bây giờ mà lên mà phân tích mà coi như cũng sai như như Sĩ Man nữa thì làm sao đây hả? Và chiếc đồng quyền của cô thời xưa hả? Rồi bây giờ mời mời chiếc kim lên cho biết cái chỗ nào sai mà hù người ta dữ vậy không biết nữa. Rồi chiếc kim chết hết cây rồi đâu còn cây mà thổ un un không? Bây giờ phân tích lại và chỗ nào mà system end sai, người ta giỏi gì mà sai chỗ nào hả? Đưa tay lên. Ừ, đúng rồi, chiếc kim giỏi nhất là phá rối đồ hình nè, đó thấy không? Con xin kính chào sư trí đức, các cô tư nữ và quý vị Phật tử. Họ có lẽ là con nghe không rõ đi sư, cổ phân tích cái chữ mà phá hăng pha ná đó, chữ hăng thì cô nói trường âm, đọc từ giọng nguyên âm nó là trường âm nhắn mà, nó đâu có một ruồi đâu. Thôi con phân tích lại đi. Câu số 2. Có nghe rõ ha, có mấy người nghe rõ ra, nghe một người ba người được rồi. A quý cha paramang ma lằng, a quý cha ma, a quý cha paramang ma lằng. Á là đoạn âm, quý là trường âm nhấn, cha là trường âm thông thường mà cổ nói là trường âm thường, con cũng hiểu luôn. Phá rá là hai đoạn âm, măng nó có một ruồi thì là trường âm đọc theo giọng nguyên. Không phải, quên lộn rồi, phải không? Câu con đăng câu số 2 phải không? Ok rồi. Phá rá là hai đoạn âm, măng là có một ruồi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Rồi má, ủa vậy câu cho mình mới câu 2 hả? Câu 2 chứ không phải câu số 3 hả? Mình tưởng. Ồ vậy hả? Ủa rồi cho nghe làm sao? Thôi sorry, sorry nha. Câu 2 hả? Vậy con phân tích câu 2 rồi câu phân vậy con sorry. Cô chị đó The Man 45. Á quý cha paramang ma lăng. Vậy con phân tích luôn câu số 3 đi cho sư khỏi kêu nó mất công quá hả? Không biết tại sao con nghe chữ bá hăng tao na ta. Rồi cái đầu Âu còn sao đó, chắc là già rồi sư ơi, nó đi phóng dật chỗ nào rồi sư ơi, chết chắc rồi, đúng rồi đó. Ok, á quý trà paramang ma lăng, á là hình như là cô mê tà phân tích câu số 1 hả, rồi câu sư nói câu số 2 rồi mà vừa qua câu số 3 hả, chỗ con không có dòm nhận cái ấy, con lo con bấm số không mà. Thôi con sorry, sám hối, thôi con phân tích luôn hai câu luôn đi sư. À, câu số 2, câu số 3 luôn đi. Thôi sư khỏi rồi, sư kêu người khác lên phân tích số 4 đi. Trời con chết chắc luôn đi. Á quý trà, paramằng, má lằng. Tại vì, là đúng rồi đó, tại vì sư nói mấy con chó đi nhà thờ, mấy con chó nó lo giữ chùa, nó đâu có đi nhà thờ đâu. Hay là tại người ta nói đi nhà thờ là bắt chó ăn thịt, cái chó của sư nó tốt lắm, người ta hay bắt nó mặn thịt ăn lắm, bởi vì nghĩ mấy con chó tội nghiệp quá vậy đó.
Thôi nói lại đi, ông hỏi ông vô ông bắt máy ông cho ăn chè ông chửi nữa. Thôi thôi làm cho rồi đi. Chó gì đó. Chó gì mà đi nhà thờ, nó lúc nào nó cũng ở chùa, nó vòng vòng nó giữ chùa thôi. Có mấy thằng cha Bắc Kỳ á, thích ăn thịt chó vậy đó, ăn nó quen vô bắt. Cái gì cộng thì mệt dễ sợ lắm, nói hết không hết nổi nữa. Rồi bó toàn thân luôn. Ok, nhờ đọc mà. Á quý trà má ra mằng má lằng. Á là đoạn âm, quýt là trường âm nhắn, cha là trường âm thông thường, phá rá là hai đoạn âm, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Trong câu này nó có đầy ba loại trường âm. Trường âm thông thường có một chữ là chữ cha, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai là măng và lăng, trường âm nhắn có một là quýt, còn đoạn âm có một có bốn. Á phá rá má. Còn cái câu số 3, ê tằng má lằng phá hằng thòa ná, ê tằng má lằng phá rằng thòa ná. Ê là trường âm thông thường, tăng có một ruồi là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, lằng có một ruồi nữa là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, phá là đoạn âm, hằng là trường âm nhắn, thòa là trường âm đọc trường âm thông thường, hằng là trường âm nhắn ha, toa là trường âm thông thường, hai trường âm thường gì cũng được, ná là đoạn âm. Trong câu số 3 này nó có tất cả là 8 từ, nó cũng có đầy đủ ba loại trường âm. Trường âm thông thường có hai là chữ e và chữ toa, trường âm đọc theo giọng nguyên âm có hai là chữ tăng và chữ lăng, trường âm nhắn có một là hằng, đoạn âm có ba là má pá ná. Dạ con hết, con xin sám hối sư. Sư kinh cứ con thích mấy con chó, sư cứ nói nó đi chùa nhà thờ bị con ớn lắm sư. Thôi con trả máy lại, thôi sư đừng có la con nha sư. Alo, 123, 123, mến chào Sư Xuất Kha, vừa đến với Pháp hội. Alo, Sư Cầm An ơi, câu số 2, ha. Sư Kim phân tích như vậy, Sư Cầm An có ý kiến gì không? Khi nãy lên phân tích rồi, nhưng mà Sư Kim nói sai, lên phân tích lại. Thì bây giờ Sư Cầm An thấy đúng sai chỗ nào? Có ý kiến đi. Tức là khi làm sao tặng tặng ủa, chưa tới Tết mà cũng có anh tìm ra hoa mai nữa rồi ha, đẹp dữ vậy hả? Ba cành hoa mai này nói lên ý nghĩa gì? Vui vẻ như ba ngày Tết hả? Sư có ý kiến sao? Sư Kim mà phân tích như vậy thì có ý kiến sao? Có giỏi hả? Giỏi không, giỏi là nói nhiều, giỏi nói nhiều, phân tích nghĩa, phân tích câu số 2 chạy qua câu số 3 nhiều chuyện quá, câu nào theo câu đó chứ, cái gì đâu mà từ từ cái phân tích này chạy qua mấy con chó, chạy qua chuyện này chuyện kia tùm lum rồi. Như nếu nói chỉ giỏi vậy là coi như là tốt mà, cười vậy đâu thấy mỏ nhọn đâu. Khi nào mà chửi người ta mỏ mới nhọn, nói xấu người ta mỏ mới nhọn, còn cười vậy là quan hỷ. Rồi như vậy để ôn lại câu số 1, câu số 2 ha. Sau khi phân tích xong, ta tu ma la ma la ta rằng a vi cha va mang ma lăng, ta tu ma la ma la ta rằng a vi cha va mang ma lăng, ta tu ma la ma la ta rằng a vi cha va mang ma lăng. Rồi như vậy là câu nhất câu nhì xong ha. Bây giờ qua câu số 3 nè. Câu số 3 thì ít sĩ Kim lên phân tích rồi, nhưng mà đó là ý kiến của sĩ Kim, đúng hay sai á chúng ta phải chờ đợi ha. Alo, Sĩ Su Kha, mời Sĩ Su Kha câu số 3. Ê tăng ma lăng ba hành tòa na, phân tích như thế nào đây Sĩ Su Kha ơi, thấy không? Đó, bài học đưa lên nè, câu số 3 nha. Ê tăng ma lăng ba hành tòa na. Rồi, mời Sĩ Su Kha. Nhớ ano ano kìa, có người nhắc nữa.
thiệt, cái kiểu cho người ta tự tin chút chứ, cứ nhắc 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 hoài vậy rồi đó. Người ta quên bài mà mình cứ nhớ chữ nhắc nhắc ano ano này là coi như làm sao người ta lên được phân tích à. Không, đây là cũng là một sự động viên ha. Rồi Shizuka có thể cầm micro được không? Rồi chắc bận cái gì rồi, hoặc là ma là ha. Chúng ta thường thường nhỏ thì bị rầy bị la bởi song thân, mà trong đó thương con thì phải la thôi, ma la câu đầu tiên. Còn ở đây Shizuka không bị ma la mà bị trường hợp khác la rầy. Rồi vậy là Shizuka không thể cầm micro được. Câu số 3, mời Siết Dung Nguyễn. Alo Siết Dung Nguyễn ơi, câu số 3 phân tích làm sao đây? Nghe phải đưa tay á rồi mới nhiều micro chứ, còn dục ra rất bể rào sinh hoạt. Rồi cầm micro nè. Dạ con kính đảnh lễ ân đức Ba Ngôi Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính chào quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính chào các cô chú trong đạo tràng ạ. Dạ con cảm ơn cô Kim cho con biết tín hiệu ạ. Con xin phép được phân tích câu số 3. Ê tăng má lăng phá hát tòa nát. Ê tăng má lăng phá hát tòa nát. Ê tăng má lăng phá hát tòa nát. Dạ trong câu này ê là trường âm thông thường, tăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, má là đoạn âm, lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, pá là đoạn âm, há là trường âm nhấn, toa là trường âm thông thường, ná là đoạn âm. Dạ trong câu này thì có ba loại trường âm thông thường là toa, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là há, hăng, trường âm đọc, xin lỗi con đọc là trường âm nhấn là hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là tăng và lăng. Dạ. Dạ con xin lặp lại ạ. Trong câu này có ba loại trường âm thông thường là e và toa, trường âm nhấn là hăng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm là tăng và lăng, còn lại là đoạn âm. Dạ con đã phân tích xong ạ. Dạ con có sai chỗ nào thì con kính xin ngài chỉnh sửa lại cho con. Dạ con gửi mic lại cho ngài ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Alo 123 123 e tăng ma lăng ba hành tòa na. Nhưng mà khi đọc chữ ba hành tòa na thì Sư Trung Nguyễn tới chỗ này ho cho nên nghe không rõ. Rồi mời Sister Man phân tích lại câu số 3 để coi có giống như là Sư Trung Nguyễn không. Có bị ho hen hay không, nghe bị gián đoạn. Alo, thưa tầm anh đâu rồi, câu số 3. Hồi nãy bị chiếc kim chọc quê rồi, bây giờ không cầm micro nữa. Ủa, cũng lên hả? Rồi, câu số 3 phân tích sao đây? Alo, dạ, câu số 3, ê tăng má lăng bá hàng toàn ná, chữ ê là trường âm đọc theo trường âm thường, chữ tăng là trường âm nguyên đọc theo giọng nguyên âm, chữ má là đoạn âm, chữ lăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chữ bá là đoạn âm, chữ hăng là trường âm nhấn, chữ toa là trường âm thường, chữ ná là đoạn âm. Dạ, còn có sai sửa sửa. À,
Quý vị cứ nghe, nghe người ta hay nói cái câu văn hay chẳng lựa lời dài. Vừa đọc đầu bài đã biết văn hay ha, bên này coi như ào ào ha, bị ăn liền. Đọc một hơi vậy đúng sai không cần biết, nhưng mà đọc nhanh, đọc lẹ, đọc mau nữa, phân tích thì chỉ có một lần thôi chứ không có dài dòng như những người khác ha. Phân tích là phân tích chứ không có lộn xộn qua chuyện này chuyện kia ha. Vậy thì sự phân tích của Thích Tờ Man, Sư Trung Nguyễn bị cảm không? Chính bị cảm cho nên đọc cái chữ ba hành tòa na. Ba hành tòa na hơi thiếu tự tin. Nếu mà có sức khỏe thì đọc là ba hành tòa na. Nhưng mà sức khỏe bị tổn giảm, cảm, cho nên đọc chỗ này hơi bị vấp, không được tự tin lắm. Rồi, sau xà tụ như vậy Sư Kim cũng đã phân tích rồi nè. Rồi bây giờ thêm Sister Man phân tích nữa nè. Rồi Sister Dung Nguyễn thấy rằng cái chữ chữ đó mình không được tự tin ha, chữ ba hành toàn à. Rồi bây giờ câu cuối cùng, niệm ma la hồ tha phích kha bồ, niệm ma la hồ tha phích kha bồ, niệm ma la hồ tha phích kha bồ. Cái câu cuối cùng là cái câu chấm dứt. Câu này phải để cho Sik Duyên mà không lên là Sik Christina lên ạ. Rồi, câu cuối cùng. Alo, Sik Man, The Man nói có sai không ạ? Đúng mà. Chỉ có Sik Dung Nguyễn á, không tự tin nơi cái từ ba hành tòa nà. Rồi bây giờ Sik Svetina câu số 4 ha, niệm ma la hồ tha phích kha bồ, xin mời. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con đảnh lễ sư trí đức, con xin chào đạo tràng. Dạ con để con roll up con coi. Niêm nó chạy hồi niêm má là hút thà pikawo. Dạ chữ niêm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, la là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, thá là trường âm, thá là đoạn âm, pik là trường âm nhấn, ha là đoạn âm, bô là trường âm thông thường. Dạ, con có sai xin sư sửa. Dạ, Merry Christmas mọi người. Dạ, con xin xuống mic ạ. Alo, 123, 123, Sư Trung Nguyễn, Sư Kim, Sư Tờ Man tặng hoa như vậy ha. Phân tích câu này thì đúng, nhưng mà khi vô chảo Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya ha. Phật chỉ có một ông thôi, Sakyamuni ha, Gotama. Thì Nam mô Buddhaya chứ sao mà ya được, ya là số nhiều. Chư Phật à, Nam mô Buddhaya, đọc Thaya, Mô Thâm Maya, Mô Sân Khaya. Đâu tăng ở đâu này, ở trong này đâu có nhiều đâu. Mà đọc Sân Khaya. Rồi, thôi trở lại vấn đề. Sự phân tích như vậy cũng bắt chước theo Sister Man này ha. Ngắn, gọn, nghĩa là dứt khoát, không có lòng chữ nào thì dứt khoát như đó, trường âm đoạn âm rồi này kia làm một hơi luôn ha, ngắn gọn. Vậy thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại chứ, mặc dù bông hoa như vậy nhưng mà có coi nói rằng câu này có bao nhiêu loại trường âm. Hồi nãy như nó ba phải không, phải không? Cái kia
Như hồi nãy nó có ba loại trường âm, câu số số 4 phải không? Rồi chào, phân tích xong cái đi ngủ luôn à. Giờ hỏi lại, hỏi khi nãy phân tích như vậy, có phải là cái câu cuối cùng này có ba loại trường âm không? Im ru. Như vậy mà coi chắc ở Sĩ Dung Nguyễn cũng không đồng ý nữa chứ. Câu số 3 này mà ba loại trường âm là ba loại trường âm chỗ nào đâu hả? Vậy mà sao nó ba loại trường âm? À, Sĩ Kim giải thích cho bà con biết chứ, cái kiểu này ai sao tôi dạy à. Rồi Sĩ Kim giải thích câu số 4 này, mới hỏi câu này có ba loại trường âm không phải không? Vậy mà cũng tặng rồi, cũng dạ rồi, giải quyết giùm đi. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Nam mô Bụt Thầy Gia, Nam mô Thầm Mà Gia, Nam mô Sằng Cà Gia. Đó, chưa nói giá với già, sự bắt lỗi từng chút mà lúc mà đọc kệ Nam Bụt Thầy Gia, Bụt Thầy Gia. Đó, cũng đâu biết được đâu, đâu biết giá nhiều chư Phật hay là một ông Phật đâu. Bởi vậy đọc đọc kệ là không có biết nữa, đọc kinh là chính xác hơn đọc kệ. Da giá lên xuống đâu có biết đường đâu mà mò đâu, sư thấy không? Thôi con nói vậy thôi, thôi đừng đừng có la con nữa, con bỏ nhọn hả? Thôi để con phân tích câu cúng cùi, ăn phải câu cuối cùng. Niềm má là hồ tháp bích khá vô. Sư sư để con đọc lại cái câu số 1, câu số 1 sư nói câu đó khó, con nghĩ coi nó khó không? Ta tô ma là ma la ta rằng, nếu mà đọc theo kệ á, ta tô ma là ma ma là rồi ma lá ta rã luôn đó sư. Thôi vâng, quay lại câu số 4 để sư nói còn phóng dật nữa. Niềm ma là hồ tháp bích khá vô. Niêm là trường âm nhắn, má là đoạn âm, la là trường âm thường hay là trường âm thông thường, hô là trường âm thông thường, thá là đoạn âm, phí phí là trường âm nhắn tại nó có hai phụ âm ở phía sau, khá là đoạn âm, vô là trường âm thông thường hay trường âm thường giống như là cô domain 45 vậy đó. Trong câu này nó chỉ có hai loại trường âm thôi, không có trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tại vì đâu có cái câu đâu có chữ nào có một ruồi đâu. Dạ, trường âm thông thường có ba là la hô vô, trường âm nhắn có hai là niêm phi, đoạn âm có ba là má thá khá. Thì tặng qua là lên, là có lên, ai lên trả lời là phải tặng qua rồi đó sư. Mà lúc trước không có, nhiều khi sư mời người ta lên ghéo lên nói muốn chết luôn cũng đâu ai thèm lên đâu, mà cũng không thèm trả lời nó, tại mình bệnh hay có chuyện gì hay mắc làm công chuyện á, sư kêu là sư kêu, còn họ không trả lời là chuyện thường ngày ở huyện của họ hả. Nhưng mà ai lên thì con cũng tặng quà nhóc nhen luôn cho nó vui vậy đó sư, con là bao la luôn. Dạ thôi con phân tích câu số 4 rồi đó. Bây giờ nằm nửa nay là gần cuối năm rồi đó, Christmas Day là sư không có được la con, sư la con là con xui xẻo luôn đó. Rồi con trả máy lại đó. À, xà thủ à, Sích Dung Quén cũng cũng quan hỷ ha. À, riêng Sích Kim á, nhiều chuyện đó là chuyện của quen chứ không phải là chuyện của đạo tràng này. Bản tính con người là vậy. Thì cái câu số 3, câu số 4 phân tích như vậy là chính xác rồi ha. Chẳng qua bổ sung để cho quý vị có một cái sự chú tâm mà. Chứ thật sự nó chỉ có hai loại trường âm thôi chứ không phải là ba. Rồi bây giờ câu số 4 phân tích xong thì giọng đọc của chúng ta sẽ liên lạc với nhau ha. Ê tăng ma lăng bá hành tòa nó niệm ma la hồ tháp bích khảo vô. Ê tăng ma lăng bá hành tòa nó niệm ma la hồ tháp bích khảo vô. Ê tăng ma lăng bá hành tòa nó niệm ma la hồ tháp bích vô. Rồi như vậy là từ trên xuống dưới chúng ta cũng đã giải quyết xong ha.
Bây giờ ôn lại ha. Ta tu ma la ma la ta rằng a vi cha pa mang ma lang e tang ma lang ba han toa na niệm ma la hồ tha bích tha bồ. Ta tu ma la ma la ta rằng a vi cha pa mang ma lang e tang ma lang ba han toa na niệm ma la hồ tha bích tha bồ. À, đó là chúng ta đọc liền lạc với nhau ha. Còn bây giờ nếu cái giọng đọc của quý vị hơi yếu thì đọc hai câu à, đừng có bao giờ dừng lại câu thứ nhất mà cố gắng chạy qua câu số 2. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha ra mằng ma lằng e tăng ma lằng ba hành tòa na niệm ma la hồ tháp thích kha bồ. Ta tu ma la ma la ta rằng a vi cha pa ra mang ma lăng e tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hồ tha thích kha vô. Trong hàng cấu uế ấy vô minh nhờ tối thượng đoạn nhớ ấy tỳ kheo thành bậc không uế nhiễm. Rồi xin mời bàn tay của quý vị. Con xin kính chào sư chí đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con thấy của nay chắc cô xú khá đú khá không có lên đâu, tại sư kêu cô lên mà cô không có lên. Thành ra con đi lên trước để con đọc xong rồi con chép bài. Và khi mà con chép bài thì con không có nghe và con cũng hỏng có cho ai bông qua nữa đâu, con bận mà. Vậy thôi con đọc cho xong nha. Trong đây có một cái con thích nhất là vô minh đó, là ngu vô địch đó. Người sư nói hồi nãy sư nói vĩ đại, con nghe trong đó lúc nào cũng sao 75 cái Bác Hồ vĩ đại, chắc ngu vô minh ngu nhiều giống vĩ đại giống Hồ Chí Minh đó, Minh Râu đó, sư. Thôi con đọc đi. Con xin đọc câu Pháp Cú 243. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha pa ra mang ma lăng e tăng ma lăng ba hằng tòa na niệm ma la hồ tháp bích kha vô. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha pa ra mang ma lăng e tăng ma lăng ba hằng tòa na niệm ma la hồ tháp bích kha vô. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha pa ra mang ma lăng e tăng ma lăng ba hằng tòa na niệm ma la hồ tháp bích kha vô. Sao đọc thấy nghe kỳ kỳ, không biết sư có la không, mà đọc thêm lần nữa đi. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha pa ra mang ma lăng e tăng ma lăng ba hằng tòa na niệm ma la hồ tháp bích kha vô. Trong hàng cấu uế ấy vô minh nhờ tối thượng đoạn nhơ ấy tỳ kheo thành bậc không quấy nhiễm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin trả máy lại, con có sai xin sửa sửa. Con xin mời quý vị các lệnh đọc ha. Con xin trả máy. Alo, Sĩ Kim. Chỉ có lần đọc cuối cùng á, là liền lạc. Tức là đọc một hơi. Còn những cái lần trước á, đọc nghĩa là nghĩ tự do. Nghĩ tự do ở đây muốn nói rằng không liền lạc. Thay vì chúng ta dừng lại chữ ma lăng câu số 2, thật chút đi, rồi từ từ nó cũng như qua câu số 3, câu số 4 ha. Đọc thấy cái vẻ bị đứt hơi nửa chừng nhiều quá, tức là coi như mình không bảo toàn được cái hơi sức của mình. Ví dụ như đọc liền một hơi thì câu lần sau cùng là tuyệt vời, nhưng mà những lần trước thế nghĩ tự do
nào muốn nghỉ ở đâu nghỉ à. Thay vì chúng ta nghỉ ở chỗ câu số 2, ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha pha ra măng ma lăng. Hey, nghỉ thoải mái không, thở vô tư, rồi khi đó chúng ta tiếp tục ê tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hồ tha phi kha vô. Chậm chậm như vậy thấy rằng nó liền lạc nhau mà nó bổ sung hai câu với nhau ha. Chứ còn đọc một hơi mà bị đứt đoạn, muốn muốn nghỉ chỗ chữ chữ ba hành rồi hoặc là niềm ma là đứt hơi như vậy thì thấy nó không hay à, cố lên. Nhưng mà lần cuối cùng lại đọc một hơi như vậy là thấy già rồi, cái gì mà già à, mới có bề lớn tuổi đó mà nó già gì, sắp chết thì có chứ già gì. Rồi bây giờ nghe đọc là hai câu thôi, rồi hai câu tiếp đừng có đọc dài quá, đừng có đọc dài quá bị đứt hơi, mà đứt hơi dễ dễ tới cái tình trạng mà đứt bóng đó nghe. Rồi xin mời vị khác. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ ân đức ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, con kính chào các cô trong trường ạ. Con xin phép đọc kinh Pháp Cú 243. Tát tô ma la ma la ta rằng a vi cha ba ra măng ma lăng ê tăng ma lăng ê tăng ma lăng ba hằng tòa na mìm ma la hồ tha biết sao vô. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha ba rằng măng ma lăng ê tăng ma lăng ba hằng tòa na mìm ma la hồ tha biết sao vô. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha ba ra măng ma lăng ê tăng ma lăng bát tòa ba hằng tòa na mìm ma la ma là hồ tha biết sao vô. Dạ con đọc lại đi, tại vì con cái câu cuối nó hơi bị ta tô ma là ma la ta rằng a vi cha ba ra măng ma lăng ê tăng ma lăng ba hằng tòa ba hằng tòa ná mìm ma là hồ tha biết kha vô. Trong hàng cấu ế ấy vô minh nhơ tối thượng, đoạn nhơ ấy tỷ kheo thành vật không ế nhiễm. Dạ bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu ạ. Con đã đọc xong rồi ạ, kính dâng mít đến cho đạo tràng ạ. Mời xích niệm từ ạ. Dạ con xin xuống mít. Nam mô Bụt Thầy Giá. Dạ, alo. Alo, alo. Dạ, con xin trả bài câu số kinh Pháp Cú số 243. Tato ma la ma la ta rằng avidya ba ra mạng ma lăng e tăng ma lăng ba hàng toàn na niệm ma la hồ tha bít tha vô. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha ba la măng ma lăng ê tăng ma lăng ba hằng tòa na niệm ma la hồ tha bít tha vô. Ta tô ma la ma la ta rằng a vi cha ba la măng ma lăng ê tăng ma lăng ba hằng tòa na niệm ma la hồ tha bít tha vô. Câu bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, trong hàng cấu ế ấy vô minh nhơ tối thượng,
Đoạn ấy tỳ kheo thành bậc không uế niệm. Dạ con xin hết. Dạ Nam mô Bố Cha, dạ Nam mô Tham Ma, dạ Nam mô Sang Kha, dạ con kính lĩnh lễ sự tri đức, dạ con kính lễ quý chư tôn đức, con kính lĩnh lễ quý cô tu nữ, dạ con kính chào đạo tràng, dạ cảm ơn Dung Nguyễn. Con xin trả bài câu pháp cú số 243. Dạ cảm ơn Dung Nguyễn, bà báo tin là nghe rõ nhé. Dạ tato mala mala tato mala mala taram avijja baranman malang e tang malang bahan tua nanim mala ho thabikkhavo tato mala mala taram avijja baranam malang e tang malam bahan tua nanim là hồ tha bích kha vô ta tô ma la ma la ta ram a vít cha ba ra nam ma lăng e tăng ma lăng ba hành tùa na niệm ma la hồ tha bích kha vô. Dạ con xin đọc bản chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trong hàng cấu ế ấy vô minh nhơ tối thượng, đoạn nhơ ấy tỷ kheo thành bậc không uế nhiễm. Dạ con đã đọc xong. Con có sai thì xin ngài sửa lại giùm con. Dạ cảm ơn Dung Nguyễn. Bây giờ con xin trao mic lại cho đạo tràng, mời đạo tràng lên trả bài. Dung Nguyễn trơ trả bài chưa? Dạ mời Sít Duyên lên cầm mic ạ. Hồi năm tư cũng không biết. Dung Nguyễn trả bài rồi ha. Rồi vậy mời Sích Duyên lên cầm mic để trả bài. Niệm từ nhường mic lại nha. Alo, 123, 123, đi ra bên ngoài, vô thấy im ru ha. Chắc là bà con đọc hết rồi ha. Bây giờ ôn lại lần nữa, chúng ta qua dụng kệ. Tato ma la ma la ta rằng avijja ba ra măng ma lăng e tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hồ tha phích kha vô. Cái gì? Sư Dung Nguyễn, cái đọc thứ hai ha.
tato ma la ma la ta rằng avicca paramang ma lăng e tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hồ tha phích kha vô. Trong hàng cấu uế ấy, vô minh nhơ tối thượng, đoạn nhơ ấy tỳ kheo thành bậc không uế nhiễm. Bây giờ giọng kệ. Vừa rồi chúng ta đọc theo giọng kinh gọi là Sutta, mà qua giọng kệ gọi là Gatha. Kệ thì sao cũng được ha. Như hồi nãy Sĩ Kim nói ha, Nam Mô Bụt Tha Gia, đọc Tha Gia cũng được. Nghe nghe là Tha Gia, tức là cái giọng đó là giọng kệ. Còn mà đọc đúng chữ đó là giọng kinh. Thì bây giờ một câu tám từ chúng ta chia ra làm hai ha. Một câu có tám âm từ thì chia ra làm hai, cứ bốn bốn, một lần đọc hai câu cũng giống như dẫn tin để bổ sung ý nghĩa cho nhau ha. Tà tô ma la ma la ta răng a vi cha ba ra măng ma lăng ê tăng ma lăng ba han tòa na niệm ma la hô tha phích kha vô. Ta tô ma la ma la ta răng a vi cha pa ba măng ma lăng ê tăng ma lăng ba han tòa na niệm ma la hô tha phích kha vô. Mày đọc thêm lần nữa ha, rồi Sik Pichina đọc ha. Tato ma la ma la ta răng a vi cha pa ba măng ma lăng e tăng ma lăng ba han tua na nim ma la ho tha phi ca vô. Rồi mời Sik Pichina. Dạ, chắc là sức duyên bị rất bích rồi, cho nên là thôi, trong khi chờ đợi thì thôi, để con kể trước đi ạ. Dạ, con xin phép kể câu pháp cú 243 ạ. Sức duyên vô được rồi nha, sức duyên cầm mic đi nha, phần kể sau. Dạ, nãy giờ con vô mấy lần mà không có cầm mic được. Dạ, con xin đọc bài. Dạ, Tato Mala Malata Rang Avicca Paranang Malang Etang Malang Paha Pahang Wana Nima La Hutha Pikawo. Trong hàng cấu uế ấy, vô minh nhơ tối thượng, đoạn nhơ ấy tỷ kheo thành bậc không uế nhiễm. Của Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ạ. Dạ, con đọc lại lần nữa. Tato ma la ma la ta rằng avicca paranang ma lăng etang ma lăng ma lăng pa hằng wa na nếp má là hô tha hô tha pika vô.
Dạ, con xin xuống bếp ạ. À. Kể luôn hả chị? Em chưa có rành kể đâu. À, nhưng mà thôi để em thử ha. Sư Trí Đức hay đọc 44 hả? Ok, dạ con thử nha. Dạ có nghe con không ạ? Chị ơi chị kể đi chị Dung Nguyễn. Em ở nhà người nhà bạn á cho nên không có connection á, nó cứ lên xuống hoài à. Chị đọc đi nha. Thank you. Cuối cùng là duyên không có kể được. Dạ, con thôi con xin phép kể cái câu pháp cú 243. Bữa sau xuất duyên sẽ kể. Ta tu ma la ma la ta răng avicca para ma lăng e tăng ma lăng pa hăng qua tòa na Bimala hotha bi kha vo Tato malam malata rang Avijja Ta to ma la ma la ta răng Avijja ba ra mang ma lăng tăng ma lăng ta hăng to na Min ma la ho tha bi sa vô Trong hàng cấu ế ấy vô minh nhơ tối thượng Đoạn nhơ ấy tỷ kheo thành bậc không ế nhiễm Dạ con đã đọc kệ xong rồi ạ. Con kính mời tiếp theo ạ. Kính mời Phố Viễn. Sa thú mời Phố Viễn cầm mic ạ. Dạ, Nam mô Bức Tha Giá, con xin xuống mic. Dạ. Trang ơi, cô Như Quang trong bài con mới vô. Con kính đảnh lễ ân Đức Huy Tâm Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức và con kính chào đạo tràng dòng đang ở trên xe từ Sài Gòn về nè. Sợ không nghe được rõ. Dạ, con xin trả bài công cú số 243. Mà không biết xe nó chạy vòng vòng rồi, không biết là đọc rõ chữ không nữa chứ. Ta tô ma la, ma la ta rằng, avicca ba ra măng ma lăng ê tăng ma lăng ba hành tua na ni ma la hồ tha phích kha vô ta lô ma la
ta rằng a vít chà ba ra măng ma lăng ê tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma là hồ tha phích khá vô trăng hàng cấu ế ấy vô minh nhơ tối thượng đoạn nhơ ấy tỷ kheo thành bậc không uế nhiễm. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đọc hai lần chưa? Đang ở bến xe. Dạ con xin gửi mic lại cho đạo tràng ạ. Dạ cảm ơn, cảm ơn Dung Nguyễn. Dương Tư cũng đừng cố gắng cầm mic mà sao nó không dính hơn bây giờ mới được. Dạ Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Một lần nữa con kính đảnh lễ Sư Trí Đức, con kính đảnh lễ Chư Thông Đức trong đạo tràng. Con kính chào đạo tràng. Dạ con xin cài cầu Pháp Cú số 243. Vẫn còn ho bệnh nhưng mà ráng tay vì thấy luôn không có ai cầm hết á nhưng mà dạ ta tu ma la ma la ta ram a vin cha ba ba a vin cha ba ra nam ma lăng ê tăng ma lăng bạn tua na niệm ma la hô tha bi kha vô. Ta tu ma la ma la ta ram a vin cha ba ra mang la ma lang e tang ma lang ba han tua na ni ma la ho tha vin kha vô. Dạ cảm ơn Minh Tấn. Niệm từ kể xong rồi Minh Tấn lên kể tiếp nha. Minh Tấn kể thêm một phần nữa. Ta tu ma la ma la ta ram a vin cha ba ra nam ma lang e ma lang ban tua na ni ma la ho tha bin ca vô. Trong hàng cấu quế ấy vô minh nhơ tối thượng đoạn nhơ ấy tỷ kheo thành bậc không quế nhiễm. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ cảm ơn Dương Nguyễn nhiều. Dạ, khang tiếng quá nha. Dạ bây giờ mình từ dâng đích lại cho đạo tràng á.
Alo, 123, 123. À, cảm ơn đạo hữu Tâm Hạnh rất là nhiều. À, đưa bài vở lên cho đạo tràng chúng ta theo dõi. À, thì phổ biển nói rằng chưa biết kệ. Chưa biết kệ thì bây giờ chúng ta tập, tập kệ. Đâu phải là sinh ra đời rồi cái chúng ta là người Việt cho nên là học cái này đâu phải là sinh ra là biết liền, đâu phải chúng ta là người Ấn Độ đâu. À, cho nên trong cái vấn đề pháp học á, cái gì chúng ta cũng phải học, học hỏi hiểu nhớ rồi khi đó mới kể được nhé. Thì bây giờ chúng ta cảm thấy khó rồi cái không chịu học tập, không chịu cố gắng, không không thực tập thì làm sao mà làm cô giáo được như Thích Trung Nguyễn ha? Từ học trò rồi mới lên làm thầy làm cô chứ. Thế Thích Trung Nguyễn cũng lên kệ ê ra rồi cũng giống như bà con vậy thôi, chứ đâu phải là cái mình sinh ra cái là biết biết làm cô giáo đâu ha. Phải học. Thật sự cái cá tính của mỗi người, có người thì thế này người thế kia, nhưng mà khi đến với đạo tràng chúng ta phải vô một cái khuôn khổ để rồi qua các nước quốc giáo họ sao mình làm vậy, đây không phải là điều sai. À, không phải là cải lương, không phải là hù hắn, nhưng mà chúng ta đọc để làm gì, tâm của chúng ta an trú vào trong cái ý nghĩa nội dung của câu Phật ngôn này. À, thay vì chúng ta ca hát ngao ngao như chiếc kim thì cái khoái 100% gì đó ha, rồi cái gì gì vui 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 là thích, còn cái này không phải là vui mình thích, mình kể lên để tư mình nó an trú trong cái câu kệ này. Thay vì cái dòng kinh đọc được thì bây giờ cái dòng kệ phải tập, phải tập chứ không phải nói là ồ khó quá. Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi, mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Nên, từ cái vấn đề mà chúng ta sợ 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 khó khó nó chúng ta không thể vượt qua trở ngại được, cho nên cố lên, cố lên chứ đừng có cố quá sẽ thành quá cố ha. Đây, bây giờ chúng ta sẽ lặp lại. Ta tô ma la ma la ta rằng avicca paramang malang e tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hồ tha thích kha bồ. Ta tô ma la ma la ta rằng avicca paramang malang e tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hồ tha thích kha bồ. Ta tô ma la ta rằng a vi cha pa ra măng ma lăng e tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hô tha thích kha vô. Ta tô ma la ta rằng a vi cha pa ba măng ma lăng ế tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hô tha phi ca vô. Thêm lần nữa ha. Ta tu ma la ta rằng a vi cha ba ra măng ma lăng ế tăng ma lăng ba hành tòa na niệm ma la hô tha phi khao vô. Trong hàng tối uế ấy vô minh nhờ tối thượng đoạn nhờ ấy tỳ kheo thành bậc không uế nhiễm. Rồi quý vị thấy dễ hay là khó, dễ hay khó do chính mình chứ không phải cái câu kinh này dễ hay là cái bài kệ này khó. Mà
dễ hay khó là do chính mình. Tức là ở đây bơn nhơ hay trong sạch cũng do chính mình. Câu Phật ngôn 242, 243 cùng một duyên sự. Trước khi đi vào duyên sự thì có vị nào trong đạo tràng còn thắc mắc cái gì, còn muốn đọc, muốn đọc dòng kinh, muốn đọc dòng kệ, có ý kiến gì nữa không? Alo, đọc lại lẹ, còn đi dự Giáng sinh, nhất là ở Mỹ, không khí rộn rẹp. Rồi nãy giờ vô học cái tâm tư nghĩ đi nhà thờ không á, chứ đâu có chú tâm vào trong cái bài kinh này, cho nên đọc cũng sức quớt à. Không hả? Rồi bây giờ nghe cái duyên sự này. Mặc dù đã đọc một lần rồi, nhưng mà đây là lần thứ hai. Hai câu Phật ngôn này được Đức Phật thuyết ra tại Trúc Lâm, đề cập đến một vị thiền nam. Vị thiền nam này đã cưới vợ, đó là một cô tiểu thư môn đăng hộ đối. Từ ngày về nhà chồng, cô ta cứ tà mãi. Vị công tử này xấu hổ về việc làm của vợ, không thể đến gặp tiếp xúc cùng ai, cho nên cắt đứt đi mọi sự viếng thăm, cầu đồ cúng dường Đức Phật. Rồi một vài ngày, coi như cái anh thiền nam này đã đến thăm Đức Phật. Sau khi đến để ngài ngồi qua một bên, thì Đức Phật hỏi người thiền nam: tại sao lúc này ngươi ít đến đây vậy? Chàng thiền nam này mới đem việc nhà ra trình bày cùng Đức Phật, nhất là cái chuyện người vợ không được đàng hoàng. Này thiền nam, xưa kia ta đã từng nói đàn bà giống như sông và rạch, các bậc hiền trí không nên giận nữ nhân. Rồi sau khi Đức Phật nói đi thẳng vào vấn đề, ta hạnh trắc nếp là một vết nhơ của nữ nhân, sự bốn riết là vết nhơ của tiến thí, ác nghiệp là vết nhơ làm hại chúng sinh cả đời này và đời sau, vô minh là vết nhơ tối thượng của tất cả những vết nhơ. Và Đức Phật ngài đã trình bày một lần hai câu Phật ngôn. Malithiya Dutcha Vittang Macche Rang Dadatto Malang Mala Ve Ba Bhaka Thamma Asmin Loke Varam Hicca. Tà hạnh nhờ đàn bà, sang tham nhờ kẻ thí, tội ác là vết nhơ đời này và đời sau. Ta tô ma la ma la ta rằng ấu cha và rầm băng ma lăng e tăng ma lăng ba hành tòa nát niệm ma la hồ tha thích tha quê. Trong hàng câu ấy ấy, vô minh nhờ tối thượng hay từ trừ bỏ nhờ ấy, thành tỳ kheo vô cầu. Với hai câu Phật ngôn này, chúng ta thấy rằng không may vớ phải thứ đàn bà cắt nét lăng loàn thật xấu xa, tuổi phận đáng giềng không tiếp xúc, buồn duyên bạn lữ chẳng giao hòa, chân ngôn Phật dạy bình tâm xét, chánh lý thầy khuyên mở tuột ra, nghiệp báo cửa nhà con ấy nợ, đa tình trẻ đẹp vợ quan gia. Trong cái duyên sự hai câu Phật ngôn này nói lên cái vấn đề tà hạnh, tức là dukkha vittang. Ở đây nói lên cái sự lăng loàn chắc nếch gian dâm ngoại tình, mà người đàn bà ngoại tình thì bị chồng đuổi trở về cha mẹ, rồi cũng khi về nhà cha mẹ cũng bị lá rầy: mày không nên làm ố nhục tồi bại gia phong, nhục nhã cho tông đường. Rồi cha mẹ đuổi nó khỏi gia tộc,
người nữ đó phải sống bơ vơ khổ sở vô cùng. Do đó mới nói rằng tà hạnh làm nhơ nữ nhân. Rồi tại sao cái vấn đề bố thí mà bốn sáng làm nhơ bố thí? Người nào mà khi mới cày ruộng thì mong muốn rằng nếu mà lúa trúng kỳ này ta sẽ làm phước trai tăng hoặc là rút thẻ để bác hàng tháng chẳng hạn. Nhưng mà khi gặt hái có kết quả tốt đẹp là phát sanh lên cái tâm bổn sản, ngăn chặn cái tâm bố thí. Do ảnh hưởng cái tâm bổn sản thắng được cái tâm xả lì, người ấy cũng được hưởng ba cái phước lộc, đó là nhân sản, thiên sản và thánh sản. Do đó mới nói rằng sự bổn sản là biết nhơ của sự bố thí. Và trong các biết nhơ đó, vô minh, dốt nát, đó là biết nhơ mà không trở thành những bậc thánh được. Nó cản trở, nó che mờ, làm cho tâm tư của chúng ta luôn luôn chìm đẫm trong ác pháp. Vậy thì với hai câu Phật ngôn này ha, hỏi Sư Kim à, từ một người phàm phu qua được cái vấn đề vô minh, tránh xa được những cấu uế, vậy thì hỏi về cái chữ này: sanh tử là gì, sanh y là gì, sanh thú là gì? Alo Sư Kim, một người mà trong đạo tràng chúng ta thấy Sư Kim hay mạnh dạn nói lên những cái gì hiểu biết về giáo pháp. Vậy thì Sư Kim cho biết sanh tử là gì, sanh y là gì, sanh thú ra sao? Rồi có chút máy không, hay là thấy đặt mấy câu hỏi này khó quá, từ một chữ sanh mà tùm lum hết trơn. Sanh tử, sanh y, sanh thú, ý nghĩa là sao? Xin mời. Con xin kính chào sư Chí Đức, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Con muốn nghe lại có đúng không? Sanh tử, sanh ly n l y y y dài đó phải không sư? Là sanh tử là sanh rồi chết, sanh ly là sanh rồi ly biệt, rồi sanh thú, đúng không sư? Sanh y, con chưa bao giờ nghe chữ sanh y hết. Con biết sanh tử, sanh thú, sanh y có nghĩa là gì? Sư nói tiếng Việt Nam cho con hiểu đi, con mới biết. Tại có nhiều sách biên nên con biết sanh y là nương nhờ y. Trong đó có phải là y, như y chỉ duyên là nương nhờ, cái duyên nương nhờ, có phải sanh y có phải là nương nhờ không sư? Sư đánh lên cho con mới biết, con mới giải thích được. Con không hiểu cái chữ đó làm sao con giải thích được. Sư đánh lên cho con này. Sanh y có phải là sanh ra rồi nương nhờ, tức là sự sanh ra rồi nương nhờ, đúng không sư? Con chờ đó. Con chỉ hiểu chữ sanh tử với sanh thú, còn sanh y theo con nghĩa có phải là sanh vô nương nhờ chỗ đó. Trời ơi, sư còn đó không sư? Sư trả lời cho con mới biết con nói chứ. Alo, 123, 123, đưa tay mà cũng lầm lơ. Kính lễ Thượng Tọa Chánh Định vừa đến với Pháp hội, không có trả lời được. Thì giờ để người khác trả lời chứ. Cầm mic vô hoài vậy, trong khi đưa tay mà cũng không chịu cho người ta nói hả? Rồi, bây giờ cái vấn đề sanh tử là một, sanh y là hai, sanh thú là ba. Nên bây giờ lâu lắm rồi mới gặp Thượng Tọa Chánh Định, chứ đâu phải là Thượng Tọa Chánh Định này dễ mà vô cái room này hả? Bây giờ thắc mắc trả lời không được á, thì có Thượng Tọa Chánh Định nè. Thượng Tọa nghĩ có ba từ: sanh tử, sanh y, sanh thú. Bây giờ cùng tỉnh Thượng Tọa Thánh Chánh Định Hoàng Hỷ giải thích dùng. Chứ Sư Kim sao mà cái cũng rắc rối lắm, chữ sanh y mà cứ nói là sanh ly không mà khổ thiệt. Thượng Tọa Chánh Định
Hoa Nghị giải thích dùng ba cái từ này bởi vì câu Phật ngôn này từ phàm qua thánh, từ một cái người mà coi như đàng hoàng trở thành không đàng hoàng, một người coi như là tùm lum chuyện trong này, tức là hai 242, 243, hai câu Phật ngôn đi liền với nhau. Nhưng mà chỉ ba từ mà trước kia anh thấy là nói chữ sanh y mà không biết sanh y là gì, cứ nói sanh ly không à. Rồi, cung thỉnh thần tọa chánh định ha. Hoàng Hỷ, thần tọa là một vị giảng sư của thế giới, đi nước này, nước kia, những thời pháp của thần tọa trong cung này cũng hay mở. Rồi, thần tọa chánh định Hoàng Hỷ ha, cho biết sanh tử là gì, sanh y là gì, sanh thú là gì. Chí Kim nói là sanh y có nghĩa là mình y cứ, mình nương tựa một người nào đó hoặc là nương tựa một cái gì đó gọi là sanh y. Thì như vậy có đúng không? À, cung tỉnh thường tọa chánh định ạ. À. Alo, Sik Kim ơi, Sik Kim trả lời không được mà cái cầm mic hoài hả? Lý do sao vậy? À, hỏi sanh sanh y là gì, sanh thú là gì, sanh tử là gì? À, mà cái thấy sanh đỏ không à? À, sanh tức là cầm được micro mà đỏ là coi như không cho nói. Thấy sanh sanh đỏ đỏ không à, chứ không có là sanh y, sanh thú, sanh tử gì hết. À, trả lời không được mà cái nhà cầm mic là phá đám rồi chứ. Alo, sao? Cầm mic sao không nói? Không nói thì nhờ người khác. Có thương tội chánh định nè. Để lock out rồi ha, rồi khi đó mới tính hả? Muốn thì chịu. Rồi, cung thỉnh thương tội chánh định. Lâu lâu mới đến với Pháp hội, cung thỉnh thần tọa chánh định có ý kiến về sanh y, sanh thú, vân vân. À, cung thỉnh bàn tay của thần tọa chánh định ạ. Alo. Rồi, thần tọa chánh định coi như đến với đạo tràng cũng trong tư thế ngủ thiền ha. Rồi, bỏ chạy luôn rồi. Rồi giờ mời Sĩ Kim ha. Dạ con xin kính chào. Có con bị kẹt máy hay sao đó, con đi ra lại, con không có đi ra, con lóc nó ra rồi ra, con biết nó kẹt sao nữa. Con xin kính chào sư Chí Đức, sư Chánh Định.
Con chưa bao giờ nghe tên của sư này hết ha. Các cô tư nữ và quý Phật tử. Sư, nếu mà cái chữ mà sanh y giống như con hiểu đó là nương nhờ đó, sanh như nương nhờ đó, thì sư đánh cái chữ Z-N-O đi thì con mới nói được. Chứ con không hiểu cái đó nghĩa là gì thì con không có dám nói được. Thì theo con hiểu sanh tử tức là sanh sanh ra rồi chết, sanh tử nếu mà thường đó thì con học di diệu pháp thì không có nói sanh tử, còn nếu sanh chỉ nói là thường con người ta thì nói là tử sanh, tử sanh, tử sanh, tử sanh. Tử sanh có nghĩa là chết đi rồi sanh lại, tức là còn luân hồi. Còn sanh tử theo trong diệu pháp mà con học thì sư mấy sư mà dạy diệu pháp con nói là chỉ cái dùng cái chữ mà sanh tử, sanh đi chết tức là không còn sanh nữa, thì nói cho các vị a la hán ấy, a la hán như là có ba loại, a la hán chánh đẳng chánh giác là Đức Phật á, hay là độc giác Phật cũng là a la hán, hay là thanh văn Phật, thanh văn là các vị đệ tử của Đức Phật là a la hán đó, thì được dùng chữ sanh tử có nghĩa là không còn trở lại nữa, tức là sanh rồi chết là cái chết cuối cùng, không còn trở lại nữa. Còn sanh thú tức là cái nghiệp thú, cái nghiệp của mình sẽ đi tới sanh thú sanh tức là con người ta trước khi mà chết á, thì á, nếu mà người có tu tập thì trong như kinh sách Đức Phật có dạy là cho cái tu tập mà tu tập thường thường thôi, chứ mà tu tập như các vị a rồi đó thì các vị ấy biết cái tuổi thọ của mình. Các vị a na hàm cũng biết cái tuổi thọ của mình nữa, nhưng tại vì các vị này nếu mà từ cái bậc a na hàm trở lên á, thì nếu mà họ có tu về thiền định đó, cứ nói theo ý mình đi. Dạ dạ con cảm ơn sư. Vậy con cảm ơn sư đã cho, thì theo con hiểu sao thì con nói cái chữ sanh y ha. Thì sanh thú tức là khi mà con người ta mà tới cận tử nghiệp á, tức là sắp sửa chết á, thì nếu mà người có tu tập thường thôi, chứ mà đối với các vị mà từ Anaham ha, A-la-hán, A-na-hàm tức là tam đạo, tam quả đó. A-la-hán thì quý vị biết rồi ha. Thì các vị A-la-hán. Thì mà có mấy vị này mà có tu về thiền định, Samadhi, Chana. Thì các vị này biết tuổi thọ của họ. Tại vì họ biết tuổi thọ của họ chắc chắn. Tại vì khi mà họ nhập thiền diệt á, họ có tu thiền á, mà được họ bát thiền đó là họ bốn bốn hai năm, tức là bên tạng kinh thì tứ thiền, tạng Abhidhamma thì nói là ngũ thiền, rồi bốn thiền sắc giới nữa, họ nhập thiền diệt á, nói lại là nói túm lại là họ nhập được thiền diệt. Mà họ nhập thiền diệt thì họ không ăn không uống, một ngồi một chỗ vậy 7 ngày. Nhưng mà cái điều mà rất là nói thượng mà rất là lạ kỳ mà không thể giải thích được, cho dù qua khoa học ngày hôm nay không giải thích được, nhưng mà họ cũng đâu có thấy mấy vị a la hán mà nhập thiền diệt đâu. Thì cho dù trời long đất lở lửa cháy tùm lum tùm la đó, tất cả chung quanh đều cháy rụi hết, nhưng mà cái y cái áo của các vị a la hán này khi mà nhập thiền diệt thì không bao giờ bị cháy xém hay cái gì hết. Khi mà họ các vị này xả thiền diệt ra thì những y áo hay bình bát mà thuộc về của họ đều còn y chang như vậy. Đó là sự không, cái khoa học cái trí tuệ chưa tiến mức đó mà trả lời được đâu. Họ không có ngồi yên như khúc gỗ vậy đó, nhưng mà tâm của họ không sanh thôi, họ vẫn còn sống, sắc mạng quyền của họ còn sống. Thì về cảnh sanh thú á, thì khi mà những người bình thường mà con có của Đức Phật hay là những người có tu tập á, thì sẽ nếu mà để tâm để quan sát thì sẽ cho báo cho mình biết trước ít nhất là 7 ngày, tùy theo cái trình độ tu tập của họ thì sẽ cho thấy cảnh nghiệp, cảnh tướng, rồi cảnh nghiệp thú, tức là cái cảnh là mình thấy lúc mình nằm ngủ mình thấy những cảnh như là nếu mà người thấy mà cảnh như là người ta đó thì sẽ chắc chắn là sẽ tái tục sanh, tái sanh vào làm người. Còn thấy cảnh đẹp đẽ như lâu đài uy nga gì đó là đi lên cảnh trời. Còn thấy Phật hay cái gì đó thì là ác a la hán, nhưng mà cái chuyện này khó lắm, cái chó mi bạc a la hán thôi biết thôi. Còn thường thì thấy những cảnh đó, còn nếu mà thấy cảnh lửa đỏ hừng hực đó chắc chắn là châu chấu chầu rồi đó. Còn nếu thấy mà chó heo gà vịt chạy tùm lum tùm la vậy đó
thì họ sẽ sanh vào cái cảnh vào súc vật bằng sanh đó. Cái đó là cảnh khi mà thấy giống vậy, nhưng mà còn cảnh nghiệp á, thu, nghiệp nghiệp cảnh nghiệp á, thì những người mà làm cái nghề gì đó, thường ngày họ làm cái nghề gì á, như là cái người mà giết trâu giết bò, làm cái gì mà sát sanh cái tội nhiều quá, thì sẽ họ thấy trâu, họ thấy cái cảnh mà cái con vật mà bị giết chết la hét giống vậy đó. Thì còn cảnh sanh sanh thú hay là cảnh thì cái nghiệp của mình sẽ đi tới chỗ đó. Chẳng hạn như vừa mới nói, họ thấy cảnh đẹp đẽ, cảnh trời đẹp đẽ là họ sẽ lên cảnh trời, mà thấy người vô trong người hay cảnh người đi qua đi lại, hay thấy nhà nhà cửa mình vô ở trong cái nhà gì đó, thì chắc chắn họ sẽ trở thành kiếp tới họ sẽ thành người. Mà thấy chó gà heo dèo dịch thì chạy tùm lum tùm la hay cái gì đó, thì họ sẽ sanh vào bàn sanh là tha thú hoạt. Còn nếu thấy lửa đỏ hừng hực là chui vô chảo dầu, chiên qua chiên lại, người vô địa ngục á, chiên qua chiên lại là tôi mở nhọn nói vô thôi ha. Thì đó là sanh thú, người thanh thú biết rồi. Còn sanh y, ngành sanh y thì tôi học cái chữ y đó là y y sắc y, sắc y sinh, rồi sắc y duyên, cũng là y chỉ duyên trong cái danh từ di diệu pháp đó. Tôi không có hiểu cái chữ y trong cái này, mà sư nói hiểu thì giảng y, giảng theo ý. Thì nếu mà sanh y tức là nương nhờ, sanh ra nương nhờ, giống như đứa con khi mà nó còn ở trong bụng của người mẹ, nó trong bào thai thì nó phải nương nhờ vào cái sự sống của người mẹ, tức là người mẹ ăn cái gì, ăn cái gì bổ dưỡng thì nó trong đó cũng được bổ dưỡng trong vậy, giống vậy. Và khi nó sanh ra đó, nó sinh ra rồi đó, thì nó cũng phải nương nương nhờ vào cha mẹ của nó, nhất là người mẹ. Người mẹ cho nó bú sữa của mình hay là đi mua sữa khác cho nó bú, rồi khi nó lớn cho nó ăn, rồi nó phải nương nhờ cả cha lẫn mẹ. Cha nó đi làm việc, mẹ nó làm việc, cả hai người làm việc rồi phải mua đồ ăn, trả có nhà cho nó ở, mua quần áo cho nó bận, chẳng hạn như vậy. Nó bệnh chở nó đi bác sĩ cho nó uống thuốc. Thì cái nghĩa sanh y là phải nương nhờ, sanh ra rồi phải nương nhờ trong đó, giống như là y chỉ duyên vậy đó. Dạ con nói vậy có đúng không? Còn sanh tử là nếu mà thường con người ta dùng sanh tử luân hồi, thì thật ra không có đúng. Mấy vị sư nói nếu mà chuyện mình dùng chữ sanh tử là khi nào mình đã A-la-hán rồi, mình chết cái chết cuối cùng rồi, không còn trở lại trong tam thế. Tam thế có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới là đi luôn rồi đó, không có trở lại nữa thì mới dùng chữ sanh tử. Còn thường là chúng ta phải nên dùng tử tử sanh, tử sanh sanh tử sanh, sanh tử gì đó, tử sanh vậy đó thì mới đúng hơn. Nhưng mà chỉ có những người học trong pháp thì mới biết cái tiếng này thôi. Còn nếu mà sanh tử thì thường người ta bình thường cũng dùng là sanh tử luân hồi, thì thường người ta hay dùng theo là sanh tử luân hồi, có nghĩa là sống rồi chết, sống rồi chết, cứ lặp đi lặp lại hoài cho hết kiếp này kiếp khác, kiếp này thì làm vua, kiếp sau thì làm chó kia, hay là làm xuống địa ngục vậy đó. Thì họ sanh đi họ chết, họ đi theo cái sanh thú của họ, là cảnh thú của họ. Rồi sanh y khi mà họ sanh vô một cái chỗ nào thì họ phải nương nhờ vào cái chỗ họ sanh đó. Thì con chó con mèo cũng vậy, nếu mà nó sanh vô một chỗ như quốc gia mà được bảo vệ súc vật, được người ta thương thúc giặc, thì nó sẽ được an toàn, nó được sống thoải mái, nó ở trong một cái phòng có máy lạnh, có người săn sóc, có mua thuốc, có mua đồ ăn đầy đủ cho nó, có đi cắt tóc tắm tùm lum nữa. Còn nếu sanh vô mà chỗ như ôi trời ơi, mấy chỗ mà khốn khổ như việc cổng thích ăn thịt cày đó, thì nuôi lớn cắt cổ giết chết làm thịt cày ăn ngon dễ sợ lắm, mấy người nói vậy đó. Thì con chỉ hiểu ba ba cái chữ mà sanh tử, sanh y và sanh thú là như vậy. Dạ con xin hết, dạ con xin trả máy rồi à. Alo, 123, 123, sa thú, sa thú, Xích Kim. Có người đến với đạo tràng này, nghe Xích Kim bàn luận về Phật Pháp, cũng có chiều sâu, thắc mắc muốn hỏi như vậy. Để chúng tôi hỏi lại coi người đó có đồng ý hay không. Chứ còn bây giờ thì mỗi người có một cái chi kiến, một tư kiến, có sự hiểu biết khác nhau.
những cái từ sanh y, sanh thú, đó là những cái từ Phật giáo ha. Mà chính trong cái câu Phật ngôn này cũng nói về cái cảnh giới từ một cái bậc một cái người phàm phu tục tử trở thành cái bậc không uế nhiễm, tức là từ phàm lên thánh, tức là cảnh giới này đến cảnh giới kia ha. Thì như vậy của kinh sách chứ không phải nói theo cái kiểu mà chuyện phiếm những cái cảnh giới này cảnh giới kia ru ngủ chúng ta ha. Thì huynh về nguồn cội là có nhắc lại cho chúng ta hay đi vào nội dung, và trong cái dẫn nội dung này cũng như Sĩ Kim đã trình bày để nói lên cái vấn đề sanh thú, tức là từ cảnh giới này với cái khác trong cái vấn đề sanh tử luân hồi của chúng ta ha. Nhưng mà tại sao chúng ta đã bị sanh tử luân hồi nó triền miên? Do cái gì? Do vô mình mà chúng ta tạo nên những cái điều tội lỗi. Rồi sanh thú của chúng ta là đi đâu? Vào khổ cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, như thấy lửa cháy, rồi vào địa ngục đồng sôi, rồi thấy heo gà chó nữa này kia, vào cái cõi súc sanh vân vân. Thì đó là nói lên cái vấn đề sanh thú trong cái vấn đề từ cái cảnh này cái kia, tức là chúng ta cũng do cái vô minh này nó làm cho chúng ta mờ mắt ha. Đối với những người tham, cái tâm tham của họ, họ thấy đồng tiền họ sáng mắt mà họ quên đi, trong khi đó cái cồng ta bằng sắt nặng như vậy đó, nhưng mà người ta lại thấy đồng tiền nó nặng hơn cái hoặc là thấy đồng tiền bằng cái bánh xe lửa chứ không thấy hai cái cọng sắt ở trên tay của mình. Tại sao? Tại vì tâm tham mà cũng do vô minh mà người này nghĩa là bị đọa vào cái địa ngục của trần gian gốn cùng tù tội. Cho nên ở đây cái sự thắc mắc mà người kia họ đã hỏi là nhờ Sĩ Kim giải thích thì nói lên cái vấn đề sanh thú, nói lên vấn đề sanh thú chứ không phải như hồi nãy nó sanh y thành ra sanh ly, không phải. Sanh thú tức là từ kiếp này chuyển qua kiếp khác, cảnh vui và cảnh khổ. Sanh thú làm chư thiên, sanh thú làm chúng đọa vào bốn cánh khổ vân vân. Cái đó dùng cái từ đó gọi là sanh thú ha. Cho nên huynh về nguồn cội muốn nhắc chúng ta ai đến không bàn luận về các cảnh giới, nhưng mà trong câu Phật ngôn này thành một bậc không uế nhiễm, tức là từ phàm lên thánh. Mà lên thánh thì cũng phải là những bậc hữu học rồi đến bậc vô học. Từ cái bậc hữu học này trong vòng 7 kiếp phải tiến lần lên nữa, từ Tu Đà Hoàn lên Tư Đà Hàm, A Na Hàm rồi đến A La Hán. Và trước khi mà đạt được quả vị A La Hán phải đến cái cảnh giới gọi là tịnh cư thiên ha. Phải đến cái chỗ đó rồi mới trở thành một cái bậc thánh vô học. Như vậy thì huynh về nguồn cội cũng nhắc cho chúng ta cái vấn đề sanh thú là như thế nào. Sa thú sự đóng góp ý kiến của Sĩ Kim, của huynh về nguồn cội về câu Phật ngôn 243 và 242 cùng một duyên sự ha. Nhưng mà duyên sự này cho chúng ta thấy trong các cái bậc nhơ, trong các phiền não, trong những thần thuốc, trong những cái sự trói buộc, thì cái vấn đề vô minh là đứng hàng đầu. Chính vì vô minh không biết, không thấy, không nghe, để rồi chúng ta phải vi phạm những lỗi lầm, phải đọa vào các khổ cảnh. Buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây cũng vừa phải lẽ ha. Cảm ơn Sĩ Kim rất là nhiều. Để hỏi lại coi cái người kia
có thỏa mãn hay không ba cái từ sanh thú, sanh y và sanh tử. À, cảm ơn huynh về nguồn cội cũng nhắc nhở chúng ta nên đi vào nội dung câu Phật ngôn, à, chứ không phải là chúng ta nói chuyện huyên thuyên. À, tại Sĩ Kim hay nói nói nhiều rồi cái dùng cái từ mó nhỏ, à, không sao. Hôm nay Sĩ Kim coi như rất là nghiêm túc trong vấn đề trả lời những sự thắc mắc của người ta nêu ra, sinh thú, sinh y và sinh tử. À, sa thú buổi sinh hoạt của chúng ta đến đây xin được kết thúc. E tên là sát chú quát chê nạ sô tư vô, vô tù sắp và đà. Do lời chân thật này, kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức, luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy Gia. Xin phép quý vị chúng tôi sẽ đóng gom ngay bây giờ.